phụ mình. Bà biểu đứa nào đi mời thầy Bảy về bắt mạch cho thằng Lũ. Hình như cái bệnh phong xù của nó tái phát rồi đó. Đi nhanh lên. Không có đi đâu hết. Bà cứ đi cho tôi. Đi nhanh lên. Dạ. Đi theo má. Đi theo má mà. Đi nhanh lên.